Buổi sáng nay thì anh chị học thế nào, có tốt không ạ? Chiều nay có ai bám hơn không? Vẫn đủ à? Rồi, tốt rồi. Sợ nhất là sáng học về không thấy hay, về nghỉ hết, phải đi ăn lòng xào dưa quên mất, đúng không? Ok, tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ hướng dẫn tiếp về việc phát triển kênh. Sau đó thì tôi sẽ dừng lại và sẽ như lúc sáng nói là sẽ tư vấn cho từng anh chị trong cái dự án kinh doanh của mình, về có một số nhóm các công ty. Sáng nay cái việc phát triển kênh đúng không? Phát triển kênh. Phát triển kênh TikTok. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc phát triển kênh rất là quan trọng đúng không? Bởi vì muốn có quảng cáo được, muốn có live stream được, muốn có làm TikTok shop có nhiều đơn thì chúng ta vẫn phải dựa vào cái nền tảng của kênh. Mà muốn làm nền tảng của kênh thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến việc phát triển nội dung từ chủ đề, cách thức, cách làm. Thì sáng nay tôi đã trình bày với các anh chị khá là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục một chút nữa, được chưa? Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ phát triển nội dung ra TikTok như thế nào? Chúng ta lên các cái ý tưởng, chúng ta lên các cái ý tưởng cho kênh của chúng ta. Chúng ta lên ý tưởng. Thứ hai là chúng ta nên có một ekip. Chúng ta nên có một ekip để chúng ta cùng nhau xây dựng. Ekip này có thể là 2 người, 3 người thôi, không phải cần nhiều. Nhưng thực sự là làm một mình thì nó hơi buồn và nó bí lắm. Bí ở cái chỗ là nhiều khi mình muốn quay cái góc này, quay góc kia nó không có đúc hình. Thực ra thì nên có khoảng 2 đến 3 người là đẹp. Một người diễn, một người quay. Tôi có biết một bạn, bạn ấy đã phát triển một kênh TikTok mà có khoảng 500.000 người theo dõi chỉ bằng một chiếc điện thoại vỡ và một cái góc quay rất là bình thường. Thì tại sao lại nói là phải nhấn mạnh là một chiếc điện thoại vỡ? Ý muốn nói là không cần phải đầu tư trang thiết bị máy móc gì ghê đâu. Một bạn gái, bạn ấy có một chiếc điện thoại cũ và có một cái góc, bạn ấy có một cái chỗ ngồi như thế này. Đấy, xong đó thì để một vài cái hình ảnh, một vài cái phông xanh để sau đó thì biên tập nó đi. Phông xanh là cái loại mà nhàn nhất rồi. Phông xanh có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình đưa phần mềm chỉnh sửa video vào nó sẽ bóc được cái phông đấy ra. Thì mình muốn thay cái gì thì thay. Đơn giản nhất là mình có thể chọn một cái nền xám nhạt đó, hoặc là mình cho những cái background vào để mình tạo ra cái bối cảnh. Và có một người quay, thì mình có thể quay ra, quay vào, quay trái, quay phải. Thế còn nếu mà tự mình làm ấy, thì nó hơi khó một chút, chứ còn cũng không sao cả. Thường thì các bạn ấy sẽ sử dụng camera của điện thoại cam trước nhá. Nên có một ekip từ 2 đến 3 người, vừa là quay, vừa là dựng, vừa là biên tập, vừa là có cái trao đổi các ý tưởng của kịch bản. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng lên lịch một tháng. Chúng ta ở đây là lên lịch sản xuất cho 20 video mỗi tháng. Thế nhưng mà lúc sáng này tôi có nói là từ 1 đến 4 video mỗi ngày. 1 đến 4 video mỗi ngày, suy ra là một tháng là cần đến 60 video cơ. Chứ không phải là 20 video đâu nhá. Và chúng ta cần phải lên lịch sản xuất, hoặc thậm chí là ta sản xuất sẵn, chúng ta đưa vào đây thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, các khung giờ. Và lên video thì chúng ta cũng lên video theo khung giờ vàng và giờ cố định. Giờ vàng và giờ cố định là như nào? Tức là ví dụ 9 giờ sáng chúng ta lên video thì các buổi của chúng ta đều lên vào lúc 9 giờ sáng, tạo thành một cái thói quen cho người xem là người ta bảo cái kênh này hay lắm mà nó cứ 9 giờ sáng nó lại có một video mới, thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ tạo thành thói quen đến cái khung giờ đấy người ta lại vào người ta xem nhá. Có thể là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Đấy, sáng, chiều, tối. Ok. Đấy, thế thì sáng là video gì, chiều video gì, tối video gì, làm sẵn ra đây. Đấy. Thế thì bây giờ mình muốn có một cái vốn, ngon lành. Thế thì kinh nghiệm là như lúc sáng tôi đã nói rồi, là sản xuất tập trung. Có thể 3-4 ngày hay là một tuần, hôm đó là chỉ ăn rồi sản xuất thôi, dẹp tất cả những việc khác đi. Sau đó chúng ta có một cái lượng, video đáng kể rồi, sau đó chúng ta mới chỉnh sửa, biên tập, đăng dần thì ngon hơn rất nhiều. Là chúng ta cứ đi ăn đong từng bữa, xong rồi chúng ta phải chạy, đúng không? Đây nhà sáng đầy thắp mà không phải đi đâu cả, không phải ăn đong. Xong những hôm sau mình bắt đầu lại thêm những video mới, mình đầu óc mình thư thái, mình lại còn nghĩ được cái video hay. Chứ mà cứ ăn đong, ăn đuổi là không ra cái gì đâu. Và sản xuất thì tốt nhất là mình là người sản xuất luôn. Còn nếu không thì mình thuê nhân viên hoặc là thuê ngoài. Còn tốt nhất là mình sản xuất thì sao nó chủ động. Ví dụ như là hai vợ chồng sếp muốn lên hình thì là cho nhân viên quay, hai vợ chồng sếp đứng bán hàng lên hình, rồi câu chuyện nọ câu chuyện kia. Có cái ông chạc tuổi như anh, ông ấy làm kênh với vợ ông ấy vui phết. Chuyên thỉnh thoảng lại cho quả tình tay ba vào, vui phết. Tức là có hai anh em đóng thì chắc là thằng em, thế xong này giả vờ thằng em là người yêu cũ của vợ ấy. Đấy là hai vợ chồng đang đi khoan vai, đang đi này, thế xong rồi vợ thấy cảnh đẹp quá, vợ muốn chụp ảnh. Thế là sao ông mới ngó không có ai, thế thằng em cho anh nhờ chụp cho anh cái bức ảnh. Đấy, thế thằng đấy bắt đầu nhìn thấy vợ phát là xét đánh đứng hình, đúng không? Xong rồi giả vờ không quen nhau lại chụp bình thường. Đấy, thế ông kia mới phát hiện ra ngay. Tức là nó tạo ra những cái kịch bản vui vui. Đấy. Khi đi du lịch nhờ chụp ảnh lại gặp người yêu cũ của vợ và cái kết. Thằng kia nó chụp ảnh lắm, tử tế lắm, chụp đẹp lắm. Đấy là cái chúng ta sản xuất video và khung giờ chúng ta đăng nhá. Và nên sản xuất tất cả như thế thì nó sẽ ngon lành. Rồi, chúng ta có thể sử dụng các phần mềm biên tập video. Bây giờ mọi người đang sử dụng những phần mềm gì? Biên tập video quan trọng nhé. Biên tập video. Trên TikTok ấy, người ta rất là ưa thích các video có hiệu ứng. Nó không thuần như là trên YouTube. Trên YouTube thầy Phan Anh làm video thì miến liền khủng khiếp, nó nói xong qua cắt tục phát lên luôn, đơn giản và miến liền. Nhưng mà trên TikTok thì họ thích các video có hiệu ứng. Thế thì cái hiệu ứng này nó không do chúng ta đưa ra đâu, mà hiệu ứng này là nó do phần mềm. Thế chúng ta nên mua một hoặc là một số các phần mềm có trả phí trên điện thoại nhé. Còn nếu mà trên video, trên máy tính thì lại càng xịn. Hầu hết là tôi biết là mọi người không chuyên, cho nên là tôi mới đưa tư vấn là mua phần mềm trên điện thoại. Tại sao? Bởi vì cái tư duy của cái bọn làm phần mềm cho điện thoại ấy, là bao giờ nó làm cũng rất là gì, đơn giản, dễ thao tác, sẵn hết, sẵn dọn cô hết. Còn cái đội mà làm phần mềm bằng máy tính ấy, thì đội đấy nó lại chuyên nghiệp, nó cắt background, nó tách nhạc nền, rồi nó thêm nhạc này kia vào, rồi nó thêm rất nhiều các hiệu ứng, nó làm như làm phim ấy. Thì cái đấy thì hầu hết là không phù hợp với mọi người đâu ạ. Chẳng hạn như là sử dụng bộ Adobe Premiere Video, đúng không? Thế mà học phần mềm đấy thì mất độ tháng mới thạo được, mà làm nó vất lắm. Nên là ngon nhất là mua những cái phần mềm biên tập video, nhưng mà cố gắng nghe, mạnh mẽ lên, là mua gói trả phí. Đấy. Tại sao phải mua gói trả phí? Bởi vì là cái gói trả phí ấy, nó sẽ có nhiều cái hiệu ứng hay, đẹp hơn. Ví dụ như bây giờ mọi người hay cài cái phần mềm Viva, đúng không? Cái phần mềm mà chỉnh sửa video tên là Viva ấy. Mà cứ để cái chữ Viva ở trong video là vứt rồi. Nhìn cứ để cái chữ Viva là biết rồi. Tức là đang dùng cái gì? Miễn phí. Cái có phí là nó sẽ không có cái đấy mà nó sẽ có nhiều tiện ích, ví dụ như là